Rõ ràng Ngô Nhược Nam này là bà chủ của tiệm giải Nhược Nam đằng trước. Vậy mà cô ta không nói với mình, còn nghe ngóng chuyện của ta. Cô ta có ý gì đây? Coi ta là đồ ngốc sao? Tấm giấy này màu đẹp quá. Ừ, đúng vậy. Ghê vậy đó. Cửa tiệm của họ bán rẻ thiệt luôn á. À, thích quá à. Nè, nhìn nè. Uống trà. Đa tạ. Đại nhân, liên quan tới chuyện chiêu thầu, ngài có lời gì muốn dặn dò? Xin hỏi tên họ cô nương? Ngô Nhược Nam, gọi ta là Nhược Nam là được rồi. Tại sao đại nhân lại có vẻ mặt này? Bốn quan có vài chuyện muốn hỏi cô. Xin cứ nói. Vào năm Mậu Tuất, có lẽ là cô cũng hơn 10 tuổi, cô có từng đi qua vùng núi ở biên cương không? 10 tuổi? Ừ. Có không? À, không sai. Vào năm đó ta có đi theo sư phụ làm vận chuyển hàng. Đúng là cô sao? Sườn núi trên dên cô có gặp một tiểu đệ, xém chút nữa rơi xuống vách núi. Hình như đúng là có chuyện này. Lúc đó cô rút dao thương trở, chính là dùng chiếc roi ngựa có treo vật này, kéo tiểu đệ đó lên cứu đệ thoát nạn. Đệ con sao đệ bất cẩn như vậy hả? Nếu không có ta kịp thời cứu giúp, e là đệ đã rơi xuống vách núi lâu rồi. Đa tạ tỷ. Tên của tỷ là gì vậy? Chỉ là chuyện nhỏ, không cần hỏi tên đâu. Chắc là người nhà đệ đang đi tìm đệ đó. Mau quay về với người nhà của đệ đi. Sau này đi một mình phải cẩn thận hơn đó. Biết hay chưa? Tỷ muốn đi đâu? Nữ nhi giang hồ đương nhiên là hành tẩu giang hồ. Ta là Tiêu sư trẻ tuổi nhất của Tiêu cục, tiền đồ sáng lạn. Ta và tỷ còn có thể gặp lại không? Tùy duyên. Từ giây phút tỷ ra tay cứu mạng ta, bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm tỷ khắp nơi, muốn nói đa tạ với tỷ. Chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Tiểu đệ được ta cứu nhiều không đếm xuể. Từ giây phút gặp tỷ lúc nhỏ, trái tim ta đã thuộc về tỷ rồi. Ta đường đường là nữ nhi giang hồ, chỉ ở bốn phương, không nghĩ tới nữ nhi tư tình. Mời đại nhân về cho. Vậy ngày khác ta sẽ tới thăm tỷ. Sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ? Không phải mấy ngày trước muội vẫn đang chuẩn bị khai trương cửa tiệm sao? Ấy, muội thấy cửa tiệm đằng trước cũng đang sửa soạn khai trương. Quỳnh đoán bọn họ bán thứ gì? Không lẽ là tiệm bán giải? Chính xác luôn. Hơn nữa loại giải mà cô ấy bán giống hệt loại giải mà muội nhập vào, còn về giá cả lại thấp hơn muội hẳn 2 lần. Trùng hợp hơn nữa là trưởng quầy của tiệm giải này lại chính là người bạn trước kia muội đã quen khi còn nhỏ. Cô ấy bán giá thấp thì muội giảm giá là được rồi. Vốn dĩ muội chỉ muốn làm buôn bán nhỏ lẻ, lúc khai trương đã chuẩn bị bán nhiều lợi ích, đây đã là giá thấp nhất rồi đó. Nếu còn thấp nữa, tất cả vốn muội cũng không thu về nổi mất.
Thấy Cẩm Nhi lo lắng như vậy, muội có cần phu quân nghĩ cách giải quyết giúp muội không? Đúng là muội có một chuyện phu quân thật sự có thể giúp được. Muội nói đi. Ngày hôm nay Tu Viện cũng tới đó. Đệ ấy có nói hoàng cung đang có ý định thông qua việc chiêu thầu để thu mua một lô giải. Nhưng luận về giá cả, muội cũng không thể áp đảo được đối phương. Còn về mặt số lượng thì muội cũng không có cách nào thu gom một khoản tiền lớn trong một thời gian ngắn để nhập một lượng giải may lớn như vậy. Nếu Cẩm Nhi đang lo lắng về vấn đề ngân lượng, ta sẽ giải quyết giúp muội. Ngân lượng cũng không phải vấn đề quan trọng nhất. Phu quân à, liệu huynh có thể giúp muội nghĩ cách gì đó giúp Cẩm Nhi chiêu thầu được đơn hàng này không? Việc này e là phu quân không làm được. Thứ nhất, việc thu mua dược liệu trong triều ta không thể nhúng tay vào. Thứ hai, ta không thể ra mặt, vẫn nên ít tiếp xúc với loại chuyện này thì hơn, để tránh miệng lưỡi người ta. Thứ hai, Tu Viễn thân là giám sát, lại dùng quan hệ cá nhân, đây không phải là tác phong của ta. Huynh nói vậy, tuy Cẩm Nhi nghe không được thoải mái cho lắm, nhưng điều phu quân nói quả thật rất có lý. Phu quân không biết cách ăn nói, mong Cẩm Nhi đừng giận phu quân nha. Sao Cẩm Nhi có thể giận phu quân được? Lẽ ra muội nên tự dựa vào sức của mình để giành lấy đơn hàng lần này mới đúng. Muội nên dựa vào chính mình lấy đơn hàng này. Vậy sau này nếu Cẩm Nhi có điều gì lo lắng, nhớ phải tìm tới phu quân giải bày đó. Đó là chuyện đương nhiên mà, muội không tìm huynh giải bày còn tìm ai được nữa. Nói xong chuyện này rồi, cho muội ngắm huynh thật kỹ được không? Để muội được an ủi phần nào nỗi khổ nhung nhớ suốt mấy ngày qua. Trừ phi bây giờ chúng ta giảm giá xuống 2 phần thì mới có thể đấu lại với tiệm giải Nhược Nam đối diện. Nhưng mà như vậy lợi nhuận của chúng ta sẽ ít đi nhiều. Nếu còn muốn nhập hàng tiếp thì phải lấy ngân lượng từ trong phủ để bù vào, cộng thêm phí thuê nhà các loại nữa. Nếu mà cứ vậy trong vòng 1 tháng tiệm giải chúng ta sẽ mất trắng đó. Trừ phi lấy được đơn hàng thu mua lớn của hoàng cung. Xem ra ta vẫn phải đi nhờ giả Tu Viễn nhà ta rồi. Tiểu thư ơi, để muội ra ngoài đón tiếp khách nha tiểu thư. Tiểu thư, đó là Tu Viễn đại nhân sao? Người đó là để ấy. Không phải. Gần đây tơ lụa Giang Nam đang bán chạy, trong kho còn lại quá ít. Người kêu Trần Ca mau chóng dẫn người đi nhập thêm một lô hàng mới. Được rồi, vậy ta đi làm ngay. Chờ một chút. Dạ. Tu Viễn đại nhân đang mãi nhìn cái gì vậy? Liệu có khi nào Nhược Nam tỷ tỷ cũng muốn đơn hàng lớn ở trong cung? Vận chuyển hàng đường xá xa xôi, đi đi về về ít nhất cũng mất 2 tháng. Nếu chúng ta đoạt được việc thu mua trong cung, e là không thể lập tức giao hàng. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa lấy được đơn hàng đó mà. Nếu đợi tới khi lấy được đơn hàng trong cung mới đi nhập hàng, như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian, mối trung gian cũng sẽ gặp khó khăn. Vậy nên kêu Trần Ca lần này cứ vận chuyển hết toàn bộ hàng về đi. Ê, vậy còn ngân lượng thì sao? Chúng ta đã chia hết số tiền kiếm được rồi. Chuyện này ta vẫn còn một chút ngân lượng, lần này dốc hết toàn bộ chắc là đủ rồi. Người đi làm đi. Được, vậy ta đi nha. Đại nhân, tới đây mua giải sao? Nhược Nam tặng tỷ nè. Tiệm của ta rất đông người qua kẻ lại. Đại nhân là quan giám sát,
thường xuyên tới đây sao bị hiểu lầm. Tiệm giải nhược nam ta có ý lấy lòng đại nhân. Tỷ nói vậy là sao? Ta muốn hỏi đại nhân về chuyện chiêu thầu đơn hàng của hoàng cung, chi bằng ngày mai hẹn gặp ở quán trà, được không? Vậy cứ làm theo ý cô tỷ. Ta xin cáo từ trước. Nè, đại nhân. Nè. Nè. Đại nhân, xin ngài hãy nhận lại cho. Tỷ nhận lấy đi. Ta thực sự không thể nhận. Đây, muội thật không ngờ đó. Nhược nam tỷ tỷ tặng quà Tu Viễn đại nhân, đã vậy ngài còn nhận quà nữa. Làm vậy là quan tâm người ngoài. Tên Tu Viễn này rõ ràng biết tiệm chúng ta và tiệm đó là đối thủ cạnh tranh, vậy mà còn dám hẹn gặp riêng nữa. Nếu để ấy dám thiên vị bọn họ, ta sẽ cho để ấy biết tay. Nhục nhục. Đi mời Tu Viễn tới đây cho ta. Muội đi ngay. Tu Viễn, lần này ta mời để tới là để hỏi cho rõ chuyện chiêu thầu kia. À, tẩu tẩu cứ nói. Nếu đệ thông báo hết cho tiệm giải toàn thành chuyện hoàng cung thu mua giải, chắc hẳn là đệ cũng biết mức giá của tiệm nào có khả năng lớn nhất. Có thể nói cho ta biết được không? Mấy ngày nay đệ đã đi khắp các tiệm giải trong thành, cũng thấy có vài tiệm phù hợp, nhưng mà xét về cả chất lượng và giá cả, giải của nhà tổ vừa rẻ vừa đẹp, có khả năng trúng rất cao. Còn tiệm nào nữa? Tiệm giải Nhược Nam đối diện tiệm giải nhà tổ. Tiệm bọn họ bán giá bao nhiêu? Để không nói chi tiết chuyện này được, nhưng có thể tiết lộ một chút. Tiệm đó ra giá thấp nhất cả thành, mong là tổ sớm có chuẩn bị. Tu Viễn à, tuy ta là tổ đệ, nhưng mà ta không muốn lợi dụng tình cảm riêng để làm khó đệ. Nhược Nam cô ấy là bạn thuở nhỏ của ta, cũng là đối thủ của ta. Hy vọng là đệ đừng có thiên vị bên nào hết. Tổ tổ yên tâm, đây là đương nhiên. Đệ làm việc quan minh lỗi lạc, chưa từng bao che. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đệ đi đi. Tổ tổ không còn chuyện gì muốn hỏi sao? Hỏi xong rồi. Vậy đệ có chuyện muốn hỏi. Nói đi. Ôi trời, đừng có nhìn nữa, ở đây không có ai đâu. Nói đi. Nên tặng quà gì cho nữ tử? Tặng giải đi. May một bộ đồ mới, nữ tử nào cũng sẽ thích. Tẩu tẩu của đệ mở tiệm bán giải nè. Nhưng mà Tu Viễn muốn tặng cho ai vậy? Tặng cho một nữ tử đệ quen từ lâu. Quen từ lâu? Ừ. Sở Tu Minh có biết chuyện này không? Sao ta lại không biết chứ? Tiểu cô nương nhà nào vậy hả? Hai người không quen đâu. Không quen đâu mà. Để uống nước đi, coi chừng ngẹn đó. Tu Viễn còn biết xấu hổ nữa chứ. Bữa nào để đưa cô ấy tới tiệm ta, cho cô ấy chọn thoải mái, tẩu tẩu sẽ tặng cô ấy một bộ thật đẹp, tiện thể cho tẩu xem thử rốt cuộc là nữ tử nào. Như vậy không tiện lắm đâu. Trừ y phục ra còn tặng được gì nữa không? Chắc là còn son phấn. Nữ tử nào cũng thích dùng son phấn hết. Trâm cài tóc hoặc là vòng đeo tay cũng được. Vậy thì đệ hiểu rồi. Ê, nhưng Tu Viễn không cần thấy khó xử. Tẩu tẩu biết nếu đệ tự mình đi mua thì tặng son phấn cũng không được hợp cho lắm, nhưng tẩu tẩu có thể mua giúp đệ. Sau khi mua xong, Tu Viễn mới mang đi tặng cho nữ tử trong lòng đệ, thế nào hả? Vậy là tốt nhất. Tốn bao nhiêu tiền đệ sẽ trả cho tẩu? Thì đương nhiên rồi. Về rồi sao? Phu nhân, muội mở tiệm giải mà sao lại bắt đầu có hứng thú với phấn son vậy? Không lẽ là vì buôn bán không tốt
định đổi nghề sao? Son phấn này là chọn cho đệ đệ Tu Viễn của huynh đó. Đệ ấy đang có ý tặng quà cho một nữ tử quen biết từ lâu. Người làm tẩu tẩu như muội cũng phải tốn chút công sức chứ. Một nữ tử quen biết từ lâu? Sao ta lại không biết đệ ấy có một nữ tử quen biết từ lâu chứ? Ê, vậy là huynh không biết gì rồi. Bây giờ Tu Viễn là giám sát đại nhân, cả ngày đều bận rộn, quen biết một vài thiên kim tiểu thư cũng là chuyện thường tình mà, làm gì có thời gian kể hết với huynh. Hơn nữa Tu Viễn cũng tới tuổi nên quen biết với các thiên kim tiểu thư rồi. Vậy cũng phải nói ta biết, để ta còn xem xét giúp đệ ấy. Người xưa dạy huynh trưởng như cha, điều đó không sai mà. À phải rồi, Cẩm Nhi, nếu như muội biết nữ tử mà Tu Viễn nói là ai thì nhất định phải nói cho phu quân biết đó. Muội biết rồi, huynh trưởng đại nhân. Còn nữa, muội bận rộn cả ngày, phải chú ý nghỉ ngơi đầy đủ đó. Muội biết phu quân thương muội, nhưng muội đã hứa với người khác thì nhất định phải hoàn thành, huống chi là chuyện của Tu Viễn đệ đệ. Được rồi phu nhân, trời cũng đã tối rồi, phu quân cũng thấm mệt, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện của ngày mai cứ để đến ngày mai làm tiếp. Đây là mệnh lệnh, muội nghe rõ chưa? Nếu tướng quân đại nhân đã hạ lệnh rồi thì muội đành cung kính không bằng tuân mệnh. Lại đây. Ê, phu quân, muội có một chuyện muốn xin thỉnh giáo huynh. Là chuyện gì? Mau ngồi xuống rồi nói. Về chuyện hoàng cung chiêu thầu đơn hàng, giá của tiệm muội và tiệm giải Nhược Nam có ưu thế nhất, nhưng trước mắt xem ra có một vấn đề khó mà giải quyết. Nếu muội chiêu thầu thành công sẽ phải nhanh chóng giao hàng, nhưng mà nguồn hàng của loại giải này cách kinh thành vô cùng xa thôi, đi đường bộ đường thủy đều phải tốn không ít thời gian vận chuyển. Ý của Cẩm Nhi là muốn nhập đủ hàng về đây trước sao? Đúng là Cẩm Nhi cũng từng có suy nghĩ này, nhưng nếu chiêu thầu thất bại, số lượng hàng tồn kho quá lớn, e là khó có thể bán hết một sớm một chiều. Cẩm Nhi lo lắng rất có lý. Vậy ngoài khách tự tới tiệm ra, muội còn mối nào khác không? Lần trước đưa y phục cho Tu Viễn, muội đã nảy ra một ý. Trong Thụy Vương phủ một năm cần dùng rất nhiều vải dốc, và ở trong kinh thành cũng có không ít quan lại quý tộc. Muội đang nghĩ liệu tiệm của muội có thể chuyên cung cấp vải cho những người đó hay không. Cẩm Nhi à, ta đã từng nói với muội không nên rêu ra quá lộ liễu. Nếu muội thực sự làm vậy thì tất cả người trong kinh thành đều biết là phu nhân của ta đi bán vải rồi còn gì. Muội đâu có nhờ huynh giúp, muội muốn nghe ý kiến của huynh thôi. Nếu tướng quân cảm thấy Cẩm Nhi làm vậy sẽ khiến huynh mất mặt thì muội không làm nữa là được. Cẩm Nhi đừng để bụng mà, ý của ta không phải như vậy. Nếu Cẩm Nhi nhất định muốn làm vậy thì phu quân cũng không ngăn cản. Phu quân cũng chính là hậu thuẫn vững chắc nhất của Cẩm Nhi. Cẩm Nhi biết phu quân thương muội, yêu muội, là chỗ dựa của Cẩm Nhi. Chỉ là Cẩm Nhi cũng muốn tự mình làm gì đó, cho nên mới nhất thời nôn nóng nảy ra ý định đó. Phu quân hiểu muội, cũng tin Cẩm Nhi của ta có thể chống đỡ nửa khoảng trời của phụ tướng quân. Vậy huynh chỉ cần bên cạnh hỗ trợ muội là được. Được, mặt tướng tuân lệnh. Nhưng mà trời cũng đã khuya rồi, có phải chúng ta nên nghỉ ngơi sớm không? Trứng phục sinh. Thì ra là đệ ấy. Cũng có duyên thật đó.